Hôm nay, các nàng tiên cá quyết định đi tắm nắng. Không thể không chiêm ngưỡng khung cảnh này. Thế giới bên ngoài thật tuyệt vời, phải không các chị em? Chị thấy trong cái nóng này chẳng có gì là đẹp hết trơn. Nữ hoàng biển cả phải luôn trông thật hoàn hảo. Ở đây chẳng có ai có thể xinh đẹp hơn mình cả. Tận hưởng ánh nắng buổi chiều ấm áp này thích thật. Đến lúc bơi ra khỏi nơi tệ hại này rồi. Đúng vậy. Ôi, các chị đi đâu vậy? Chờ em với. Emily biết cách tận hưởng những điều nhỏ nhặt, ngay cả khi ở trong căn phòng tồi tàn của mình. Cuối cùng cũng về nhà rồi. Ngày hôm nay thú vị đến mức khiến mình hơi mệt. Sửa lại mái tóc nào. Giờ phí thời gian làm gì đây? Ta có gì nào? Ồ, mình có ý này. Chiếc lược này thật tiện lợi. Tàu kiểu lượn sóng nào. Well, well, well. Cảm giác lần câu này sẽ thành công nha. Nhưng mà trước tiên phải hồi phục năng lượng đã. Ngay cả mình cũng chưa từng nhìn thấy sinh vật biển nào như thế này. Trời, mấy người này còn xả rác đến chừng nào nữa đây? Bị bắt quả tang rồi nha. Cẩn thận. Cá đến đây. Hình như mình bắt được gì rồi. Wow. Câu cá không hợp với mình chút nào. Nhưng bây giờ chúng ta sẽ gây ấn tượng trên Instagram. Khoan đã, gần được rồi. Góc tuyệt đấy, thêm filter nữa. Lại là rác sao? Wow, là một thiết bị từ mặt đất. Mình chắc chắn nên khám phá chức năng của nó. Xem nào. Ấm cúng vậy. Buổi hòa nhạc sắp bắt đầu kìa. Quyết định rồi, mình phải đi đến đó. Ồ, đây là một cơ hội để mình ra ngoài. Đi nhờ cái này nào. Wow, thế là đã có một bữa tối ngon lành cho cả gia đình. Thêm chút nữa. Sao cậu lại mắc kẹt vào trong lưới vậy? Mình chỉ muốn bắt được cá thôi mà. Khoan, kia là đuôi cá hả? Mình cảm giác không được khỏe cho lắm. Không phải người nào cũng vô hại nhỉ? Ờ ha, mình đến buổi hòa nhạc thế nào đây? Được rồi. Tính cả sức gió. Thành công, chắc là vậy. Bây giờ thì đi đâu đây? Suýt nữa thì quên. Thiết bị của anh này. Tạm biệt. Tiền cá đâu rồi? Mình bị say nắng thôi, không có gì cả. Úi, không chỉ là mực thôi đâu. Hú hồn, cây đinh ba đâu rồi? Các con gái, đến đây với mẹ ngay nào. Con chào mẹ. Ôi, bé sau biển của mẹ. Sao con không dẫn em gái đến? Nói mẹ nghe, Emily đâu rồi? Dạ, thì mẹ biết đó. Mẹ đang chờ đây. Mẹ, để con dẫn em đến. Không không, em muốn đi tìm Emily cơ. Nhưng chị lớn hơn, có nghĩa là chị sẽ tìm được con bé sớm hơn. Đây, con yêu, cầm lấy này. Nhớ mang Emily về nhé. Thật không công bằng mẹ ơi. Đừng buồn con gái. Xem mẹ có gì cho con nè. Mẹ luôn biết thứ gì sẽ khiến con vui vẻ. Bây giờ con có thể yên tâm chờ các chị về rồi. Này Emily, đừng trốn nữa. Ok, thời gian là vàng bạc. Này, người mê mặt trời lặn. Ôi không. Thật khủng khiếp. À, não của mình không chịu được cơn ác mộng đây. Pháo hoa tiền. Úi, Emily không có trong phòng. Chị nghĩ con bé trốn ra thế giới bên ngoài rồi. Chúng ta cần đi tìm nó nhanh nhất có thể. Tiền như vậy là đủ rồi. Mong là con bé chưa đi quá xa. Ôi, cá ngựa trộm đồ hả? Ngủ thêm chút nữa đã. Chút nữa thôi, gần đến rồi. Không khó khăn lắm. Đủ rồi. Bây giờ mình chắc chắn sẵn sàng câu cá rồi. Xung quanh không có nàng tiên cá nào cả. Cậu có thấy một nàng tiên cá nghèo khổ nào không? Con bé yêu con người lắm, phát rồ lên vì họ. Ồ, chắc là sợ khai gia đây mà. Tuyết, cảm ơn nha, tụi mình đến đây. Ôi, nhìn đẹp quá. Ở đây có quá trời thứ thú vị. Trời đất quỷ thần ơi. Đây là tất cả những gì mình mơ ước. Mình muốn có đôi giày này. Hình như mình biết yêu rồi. Phải nghĩ ra thứ gì đó. Mình chẳng còn xu dính túi. Từ đâu ra vậy ta? Giải pháp đây rồi. Đôi giày sẽ sớm là của mình thôi. Mấy tấm ảnh này sẽ thổi bùng mạng xã hội cho xem. Đến lúc trả tiền này. Nắm đồ của cậu đây, cảm ơn nha. Xem nào, có người muốn rước họa vào thân ha. Chỗ này là của tôi. Giấc mơ đến gần lắm rồi. Bây giờ mấy thứ thần kỳ này mình đều mua được. Wow, không biết bắt đầu từ đâu luôn. Xin chào, em cần một diện mạo mới. Ok, mời vào. Cả đời này mình chưa từng gặp trường hợp nào như vậy cả. Chị nghĩ chúng ta sẽ bắt đầu với giày nhé. Thử đôi này nào.
Như vậy được đó. Sẽ thật tuyệt nếu em cởi bỏ tấm lưới này đi. Sao nó cứ dính vào người em vậy? Cứ kệ đi chị, biết đâu nó là gu em. Với chất liệu thế này trông mình sẽ ngầu hơn cả Zoe luôn. À mà chị nhìn vòng tay của em đi, em tự làm đó. Ha ha, sành điệu quá, sành điệu ghê. À, em hiểu rồi, chị thả tay ra đi. Em không bỏ nó đâu, chị ấy đâu có biết gì về cuộc sống của nàng tiên cá chứ. Tiên cá nghèo Emily đã quyết tâm phải có ngoại hình vượt trội so với các cô chị giàu có. Nhưng ý chí này có thể hiện qua dáng đi không vậy? Úi, cậu có sao không? Khoái khoái, mọi thứ ngày càng tuyệt vời hơn rồi. Khi định mệnh khiến Emily đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, các cô chị vẫn đang ráo riết tìm em. Em nghĩ con bé có thể đi đâu được chứ? Có lẽ đến lúc ra đại dương rồi, dù sao thì cũng có sẵn chiếc đuôi. Ta phải lựa chọn rồi. Tìm cô em gái nghèo hay thư giãn tại một spa hoành tráng đây? Hay nàng tiên cá chưa sẵn sàng cho thử thách đó? Mình đi tìm con bé ở spa đi. Đúng ý em luôn. Đỉnh của chóp. Ít ra thì dịch vụ của con người thích thật. Đồng ý luôn. Điện thoại của cô ạ. Ồ, cảm ơn. Á, tụi mình gặp rắc rối rồi. Sao rồi, các con tìm thấy em chưa? Về nhà và mang Emily về ngay lập tức. Hiểu không, Zoe? Dạ, con hiểu rồi. Tụi con sẽ làm mọi thứ có thể. Chào mẹ. Con người chẳng phải loại tốt đẹp gì. Lại bị cấm sứa biển rồi. Màn bẻ lái không thể ngờ. Dậy đi, Kaya. Nhanh lên, đến lúc phải đi rồi. Ai bị giết vậy chị? Lần này sẽ là chị em mình đó. Mẹ vừa gọi điện. Chúng ta phải tìm ra Emily và mang con bé về gấp. Nhưng làm sao được chứ? Có người chuẩn bị được biến hình thật sang chảnh rồi. Ôi, cuộc sống. Mình sẽ xây dựng một spa riêng hoặc hai cái luôn. Kaya, em làm gì lâu vậy? Không có thời gian đâu. Chị nói đúng, phải chịu đựng thôi, đi nào. Hơi không đáng tin rồi đấy. Tiêu rồi. Đáng ra phải tra thêm trên Google. Wow, nước trong ly. Họ sáng tạo linh động ghê. Xin chào, menu đây. Cảm ơn, quyển sách dày ghê. Đây, cậu cầm đi. Ồ, ở đây họ còn phục vụ lượt nữa hả? Mình chưa từng gặp ai như cậu hết. Ồ, Liêu, là anh sao? Mình chụp hình chung được không? Em sẽ kể cho bạn bè của em nghe. Cười lên nào. Một chút nữa thôi là cậu sẽ quên cười là gì đó. Tôi khuyên cậu không nên chọc giận người cai quản biển sâu nha. Đi chỗ khác đi. Và lấy bao nhiêu tùy thích, đi đi. Đúng vậy, chẳng nghe được gì hết. Thế cậu ta đang nói gì vậy? Ôi, mấy bạn fan đó. Họ có thể tìm được mình ở bất cứ đâu. Để mình cất nĩa đi nhé. Và tụi mình sẽ ăn bằng tay. Cậu sẽ thích thôi. Tin mình đi. Sushi hải sản tươi đây. Chúc quý khách ngon miệng. Mong là nó... Không... Không phải thứ mình đang nghĩ chứ. Nhưng... Sao cậu có thể gọi món ăn tối làm bằng mấy đứa em nhỏ của mình vậy? Cậu là quái vật. Sao cậu làm vậy? Mình chỉ muốn gây ấn tượng với cậu thôi mà. Ôi không, công sức đổ sông đổ biển hết rồi. Cậu biết không, một chiếc đuôi và vẫy cá. Không thể nào, mình cần chút không khí. Được rồi, có tôi đây. Hít vào, thở ra, chưa phải lúc ngủ đâu. Kaya, Zoe, sao mấy chị đến được đây? Hai người đi theo em hả? Em cần sự trợ giúp của tụi chị. Đương nhiên, đó là lý do tụi chị đi theo em. Sao mình lại không phát hiện ra nhỉ? Có vẻ như ngôi nhà toàn tiên cá lại trở về trạng thái yên bình. Ồ, cảm ơn, con tuyệt lắm. Thật tốt khi các con bé trở về bên cạnh mình. Còn mang theo cả đồ giải trí nữa. Tình yêu của anh dành trọn cho em. Vì em tỏa sáng như giọt sương đêm. Thấy không, em tỏa sáng đó. Mẹ nghĩ cậu nhóc cần tiếp thêm động lực. Dạ, à đúng rồi. Cố lên, Liêu, cá ngủ hết trơn rồi nè. Nhưng chỉ là của anh thôi nhé. Em sáng như giọt mật ong. Anh đã tìm được chìa khóa vào trái tim nữ hoàng biển cả. Oh yeah. Giai điệu hay nhỉ các con. Dạ mẹ, đã lâu ở đây không có buổi hòa nhạc. Cháu có nên chụp ảnh gia đình không? Sẽ tuyệt lắm đấy. Cười lên nào. Phải, đúng đó, những gương mặt hạnh phúc. Ô, tóc chị sao rồi? Mẹ ơi, dậy được rồi đấy. Tiền cá. Này, mọi người, hãy comment bên dưới nếu các bạn muốn biết câu chuyện về các nàng tiên cá giàu và siêu giàu nhé. Hẹn gặp lại. Mình cũng sợ mấy bé tôm này. Chúng cứ nhìn mình chằm chằm. Lần tới mình làm tiên cá được không? Nhìn nè, có một con sắp bò đến chỗ cậu kìa. Làm sao mình ngủ được đấy? Mình sẽ nộp cậu cho cảnh sát tiên cá nhé. Nhưng sao cậu có thể ăn anh em của mình được chứ? Bất lịch sự ghê. Ui da,
Hóa ra tiên cá là động vật hoang dã nhỉ. Fan K-pop sẽ săn lùng mình mất. Cười đi, tụi mình cũng được lên hình kìa.